Hành động bêu dếu Hoa hậu Quế Anh của anti-fan gây bức xúc. Kể từ khi đăng quang cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2024, võ Lê Quế Anh đã vướng phải những ý kiến trái chiều vì bị cho rằng chưa thực sự xứng đáng với ngôi vị. Trong đêm chung kết Miss Grand International 2024 vừa qua, người đẹp sinh năm 2001 tiếp tục gây tiếc nuối khi trượt top 20. Việc out top của Quế Anh đã khiến Việt Nam đứt mất chuỗi thành tích 8 năm liên tiếp tại cuộc thi này. Sau kết quả trượt khỏi top 20, người đẹp Gen Z nhận về không ít những lời mỉa mai. Đáng chú ý, mới đây một cư dân mạng còn chia sẻ dòng tin nhắn dài gửi tới tổ chức Miss Grand International và ông Nawaz, chủ tịch của cuộc thi này. Theo đó, tin nhắn đã được gõ bằng tiếng Anh và tiếng Thái, có nội dung liệt kê ra những khuyết điểm, tranh cãi của Quế Anh trong suốt thời gian vừa qua. Thậm chí, netizen còn so sánh phần thi ứng xử của cô và Á hậu 1 tại chung kết Miss Grand Việt Nam. Trong tin nhắn gửi tới ông Nawaz, chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International, người này còn đưa ra những thông tin sai lệch, đồng thời cho rằng Quế Anh đăng quang vì nhận được sự ưu ái của trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam. Hành động của cư dân mạng này đã trở thành chủ đề bàn tán, tranh luận trên mạng xã hội. Netizen bày tỏ sự bức xúc phẫn nộ, cho rằng đây là hành động không đẹp, vô cùng kém văn minh, chỉ nhằm vào mục đích công kích, hạ bệ Hoa hậu Võ Lê Quế Anh. Đồng thời, dù tin nhắn đến từ người hâm mộ ở đâu đi chăng nữa thì cũng trực tiếp làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam hiện nay.